Lại là tôi Japan, xin chào tất cả anh chị em tín hiệu đồ nội địa Nhật Bản. Hôm nay là ngày 25 tháng 12, tôi Japan lại tiếp tục về được 4 sản phẩm ghế VIP. Như là VIP là đời 2011, 2013 và 2016. Đó là những sản phẩm ghế Furuki AS1000, Panasonic EPMA 70 và hai sản phẩm ghế Panasonic EPMA 74, một màu kem và một màu đen đó. Mời anh chị cùng Tuấn đây khui mà những em hàng VIP tầm trung này. Cái VIP này là rất là xứng đáng vào cái đồng tiền cái tầm này, rất là nên mọi người đầu tư cái tầm tiền này là cũng là VIP đời 2011, 2013, 2016. Wow, đây là một sản phẩm Panasonic EPMA 74. Đây rất đẹp. Lại là tuần Japan cắm luôn và từ điện luôn, không có lại vòng. Có tấm thảm nhung, ghế da rất là mịn màng. Thì xung quanh không có xước nào đáng kể. Tiếp tục gọi là trải nghiệm luôn, test thử luôn. Chưa bật công tắc điện ở điện. EPMA 74 đây có 6 bài tự động và nhiều bài đánh vùng. Bài 16 phút. Anh thử các chức năng. Nói chung là Panasonic đẩy lên những cái thích. Nhớ nhớ ba vị trí người ngồi hoạt động bình thường. Trên dòng này còn lăn đà nóng lên, vừa cắm cái nóng rất nhanh, rất thích. Camera đâu, quay ra xem nào.
Panasonic FPMA74 135W động cơ, 35W đà lóng Manchila. Đây là khóa ngọt nguyên bản hết. Dây điện đời đời 23 đây. Anh chị em hãy nhanh tay để liên hệ với Tuấn Japan để biết thêm chi tiết về sản phẩm. Tại vì sản phẩm này về trong mùa dịch này, Tuấn Japan luôn luôn nhắc lại là nhất là đến Tết dương lịch của Nhật Bản nên người ta nghỉ Tết rất lâu, nên nghỉ Tết và những cái hàng của bên kia lên rồi là vận chuyển cũng lên, nên anh em hãy nhanh tay mà đặt hàng và đến trải nghiệm để lấy những cái lô hàng này, giá thành nó còn hợp lý. Đến với shop Tuấn Japan thì là luôn luôn mọi người có nhiều cái lựa chọn, phân khúc tầm trung, tầm VIP, các đời của cái ba cái hãng nổi tiếng ghế massage nổi tiếng nhất của Nhật Bản là Panasonic, Fujitsu, Ikeda đều có hết và luôn luôn có để cho anh chị em trải nghiệm. Quan trọng anh chị em phải trải nghiệm được để biết là cái hàng chất lượng cao, hàng chuẩn nó như thế nào. Chứ mọi người cứ nghe nói thì đôi khi là Tuấn ra bạn nhắc lại cứ phải nghe nói thì trên YouTube do các đôi khi có những cái shop mà gọi là người ta bán hàng nói chung là về kinh doanh là quá chuyên nghiệp, nhưng mà thật sự sản phẩm bên trong sản phẩm đó với là quan trọng là có những cái hàng nhái không, hàng dựng không, hàng lô không, thế hàng sửa chữa như nào. Còn riêng Tuấn Japan thì cam kết 100% là hàng từ Nhật Bản về, hàng nội địa về là nguyên zin nguyên bản. Nếu mà sai một cái nào mà không nguyên zin nguyên bản, Tuấn Japan để nghìn lần. Đó là cái danh dự của Tuấn Japan. Tuấn Japan luôn luôn mang cái những sản phẩm mà chất lượng hàng đầu để chăm sóc sức khỏe, trị liệu về cho con người, trong gia đình của mình, cuộc sống sức khỏe luôn luôn được nâng cao. Đó. Thì hãy đến với shop Tuấn Japan. Đây là con ghế FPMA74. Và Tuấn cho bạn tiếp tục khu trực tiếp một sản phẩm ghế nữa, Panasonic FP74 này, và con Fulkia 1000 nữa. Rồi Tuấn cho bạn khu tiếp tục. Tuấn cho bạn lại tiếp tục khu sản phẩm thứ hai. Đây là lại một sản phẩm thứ hai, Panasonic FP74. Con này màu ghi sáng rất đẹp, kèm theo các lốc hướng dẫn sử dụng tiếng Việt FPMA74 này, kèm theo bộ lục giác rất đầy đủ các cỡ luôn, da rất mềm mịn. Này chỗ này là bẩn tí thôi, đây đủ da rất là mềm này. Mềm mịn, những con nào mềm mịn này là rất ít dân dùng. Chúng ta ban cắm điện là test luôn. Điện vào cái ăn ga. Chuyển sang tính chức năng luôn. 6 bài tự động, nhiều lên cả. Hút xoáy. Chỉnh trên lên xuống. Lung ngả, lưng. Khi mình không tì lưng vào đây là lỗi báo U10, cái này lỗi rất bình thường. Đây là xung quanh luôn, tổng thể vào. Xoay xung quanh luôn, da rất mềm mịn.
Panasonic EPMA74. Tại khu em hàng thứ ba ngày hôm nay. Đây là cái giấy mua bán của người chủ bên Nhật. Bên Nhật rất là cẩn thận khi mua bán hàng là phải có những giấy tờ hóa đơn như này. Chứ không là người ta nghĩ là hàng trôi nổi, hàng ăn cắp. Nên bao giờ có những hóa đơn gài ở những thùng xuất bán hàng này. Và Tuấn lại phụ tiếp. Fuluki AS 1000 rất đẹp. Dừng Fuluki AS 1000 này là có bài 30 phút, bài nhanh 7 phút. Bên hạ chân rất ok. Ngoại rất tốt. Rồi, hôm nay Tuấn Nhật Bản sẽ khui 3 sản phẩm ghế massage, 2 sản phẩm Panasonic EPMA74, 1 sản phẩm Fluky AS1000 và 1 sản phẩm nữa đang để ngoài kia là Panasonic EP70 Japan. Mai sẽ chở luôn trực tiếp đến nhà khách hàng, một anh ở khách hàng dưới Lâm Định, thì mai là sẽ Tuấn Gia Ban sẽ khui tại nhà khách hàng luôn. Anh chị em hãy nhanh tay lựa chọn những sản phẩm nhiều phân khúc của shop Tuấn Gia Ban. Đây rất nhiều sản phẩm, anh chị em có cần những sản phẩm nào thì hãy liên hệ trực tiếp Tuấn Gia Ban để được tư vấn, để hỗ trợ về những cái hình ảnh, để những cái sản phẩm đời mới nhất, chất lượng thật nhất. Chỉ có shop Tuấn Japan là trong cái đợt này về hàng rất là đầy đủ và để phục vụ những anh chị em tín đồ hàng nội địa Nhật Bản. Thôi xin chào anh chị em, hẹn anh chị em clip tiếp theo.